chị như vậy hiện nay tôi thấy rằng là việc sở hữu một cuốn sách hay là đọc một cuốn sách mình yêu thích thì khá là tiện lợi và dễ dàng chúng ta có thể đọc sách ở mọi lúc mọi nơi và chúng ta đọc bằng dưới nhiều hình thức khác nhau phải không ạ À, vâng đúng là như vậy. Thế, tuy nhiên hiện nay thì mạng xã hội phát triển quá, thế cho nên là à, sách lại đang có dấu hiệu là ngày một mai một đi, nhất là ở thế hệ trẻ. để chấn hưng văn hóa đọc ngày 21 tháng 4 hàng năm được chọn là ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. trong những ngày qua, rất nhiều hoạt động hưởng ứng đã được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc sách hiện nay. Vâng và trên mạng xã hội cũng như là đã có rất là nhiều những cái thông điệp tích cực về sách và văn hóa đọc sách hay là những cách thức tiếp cận sách cũng đã được nhiều cư dân mạng chia sẻ. À, thông qua đó thì khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách à, làm cho đọc sách không chỉ là một hành vi văn hóa cao đẹp mà còn là một trong những nguồn năng lượng quan trọng để thúc đẩy sự phát triển tri thức trong mỗi con người chúng ta. Năm 2024 là năm đầu tiên ngày hội đọc sách trong thành niên được phát động trong đó, của vận động, mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn đã được đông đảo các thanh thiếu nhi hưởng ứng với rất nhiều bài viết, dòng chia sẻ trên mạng xã hội về những suy nghĩ, cảm nhận về sức sống của từng trang sách. Làm thế nào để đọc sách lý thú? Thế nào là kỹ năng đọc sách hiệu quả? Bí quyết đọc sách để nhớ lâu? Rất nhiều những câu hỏi được đặt ra và thật thú vị đã có rất đồng ý kiến cư dân mạng đã liên tục giải đáp những nội dung này và việc đọc sách cũng đang dần trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ chia sẻ. Hãy cùng chia sẻ với nhau những cuốn sách hay, những thông tin hữu ích từ sách, sách là nơi các bạn có thể làm giàu nhanh nhất kiến thức cho mình và bước tới thành công. Tôi yêu đọc sách, nhất là từ khi nghỉ hưu cách đây trên 10 năm, càng ngày càng thấy thích và không thể thiếu, bên cạnh đó còn để làm gương cho con cháu, thực sự nó là nguồn tri thức khổng lồ. Đọc sách là bước cơ bản và nhanh nhất để phát triển tư duy. Trong những ngày qua, rất nhiều các hoạt động sôi nổi về ngày sách và văn hóa đọc đã được tổ chức trên khắp các địa phương, trong từng cơ quan, đơn vị và trong mỗi trường học. Tại những buổi triển lãm sách, nhiều cuốn sách hay lần đầu tiên được giới thiệu tới bạn đọc với mong muốn sẽ có nhiều bạn trẻ đến với sách hơn, chia sẻ cùng nhau lan tọa thói quen đọc sách những đại sứ văn hóa đọc được lựa chọn cũng đã trở thành niềm cảm hứng tạo động lực khơi dậy tình yêu đối với sách tuy nhiên trong vòng xoay hối hả của nhịp sống hiện đại con người trở nên bận rộn hơn vì vậy thời gian dành cho việc đọc sách cũng trở nên ít hơn và với sự phát triển của phương tiện nghe nhìn sách điện tử thì nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng các phương tiện đó không thể thay thế cho sách in chia sẻ những giải pháp để phát triển văn hóa đọc sách cũng đã được cư dân mạng thẳng thắn chia sẻ. Muốn phát triển văn hóa đọc thì chính ngành xuất bản phải cải tổ, bớt làm những cuốn sách quá cầu kỳ về hình thức để tăng giá bán mà không chú trọng vào nội dung và biên tập, bớt in chữ to như sách vỡ lòng để sách dày đi, tôn giấy, hại môi trường đó, khảo sát đúng nhu cầu để in vừa đủ số lượng. Muốn nâng cao dân trí, xây dựng văn hóa đọc thì phải đầu tư thích đáng cho hệ thống thư viện công cộng. Hiện nay các chính sách và các nguồn lực cho thư viện công cộng rất nhiều bất cập, đặc biệt thư viện cấp huyện và thư viện xã. Tôi buồn lắm khi đến giá sách sau một tháng mượn thì vẫn chỉ thấy tên mình và người mượn duy nhất trong một tháng. Tôi buồn lắm khi thấy thư viện công cộng chỉ mở cửa vào giờ hành chính tập cho con thói quen đọc sách thực sự không dễ dàng vì các con bây giờ bị hấp dẫn bởi quá nhiều nội dung mạng xã hội. Lan tỏa cùng ngày sách và văn hóa đọc, lễ phát động phong trào đọc sách công an nhân dân để mạnh học tập suốt đời theo tấm gương bác Hồ vĩ đại năm 2024 được Bộ Công an tổ chức cũng đã tạo ra những dấu ấn riêng và nhận được nhiều chia sẻ từ phía cư dân mạng trong những năm qua thấm nhuần lời dạy của bác hồ người làm công an cần đọc để nắm tình hình lực lượng công an đã phát triển sâu rộng văn hóa đọc tại công an các đơn vị địa phương các hoạt động triển lãm tuyên truyền sách hay các mô hình vận động quyên góp ủng hộ xây dựng các thư viện sách phòng đọc cũng đã trở thành sáng kiến hay được nhiều đơn vị triển khai và thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ chiến sĩ những hình ảnh đẹp về ngày hội đọc sách trong công an nhân dân cũng đã nhận được nhiều tình cảm từ cư dân mạng Đọc sách không chỉ là một thói quen mà còn là một công cụ để hướng tới cuộc sống ý nghĩa hơn. Đối với lực lượng công an nhân dân, văn hóa đọc còn giúp rèn luyện bản lĩnh người cán bộ công an nhân dân, là một nguồn cảm hứng để phát huy nhân văn và tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc. Đối với lực lượng công an nhân dân, văn hóa đọc còn là một công cụ để rèn luyện bản lĩnh người cán bộ công an nhân dân, là một nguồn cảm hứng để phát huy nhân văn và tinh thần vì nhân dân phục vụ. Văn hóa đọc là một yếu tố không thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho quốc gia. Hãy cùng nhau xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong công an nhân dân để góp phần thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ tổ quốc. Sách sẽ không bị mất đi giá trị lâu đời vốn có. Sách sẽ vẫn là món ăn tinh thần đặc trưng, luôn gắn bó với con người. Những lợi ích từ việc đọc sách đã được minh chứng. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao về việc cần thiết phải lan tỏa hơn văn hóa đọc sách trong bối cảnh hiện nay? hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân